Anh em mình đang trải nghiệm gọi là đoạn đi trong đường này là đường gọi là đường phố. Đoạn này hai bên là chưa cho phép xây dựng các bác ạ. Đây là đi vào khu đằng trung tâm Đại học Thái Nguyên và em đang test chiếc xe này để đi trên đường này. Có đầu đài nghe nhạc, điều hòa mát lạnh các bác ạ. Túi khí an toàn, gương chỉnh điện, kính hai bên trước chỉnh điện, hai đằng sau thì quay bằng tay. Em mở đài thử nhé. Đó. Thì cái đầu đài này có thể cắm USB, đây đang cắm USB này, hoặc là nghe đài FM. Đấy, có bác nào mà kết thì có thể lên cái màn Android thì ngon. Khu vực này là cổng của Đại học Thái Nguyên. Để em hạ kính xuống quay các bác. Đây cổng Đại học Thái Nguyên. Con này thì rất là tiện lợi cho chị em, anh em nào mà đi trong thành phố hoặc là đi lâu lâu, đi một hai quốc di chuyển 5-70 cây số là đều được nhé các bác nhé. Lái nó rất là dễ. Hoặc là anh chị em đi chợ buôn bán hay anh em làm về nghề kỹ thuật chẳng hạn thì cũng rất là ổn. Con này về lái rất là dễ, nhẹ nhàng. Đấy, như thế này số tự động nó cứ ga thế mà đi thôi. Em Dương Mịch xin kính chào tất cả các bác ở trên kênh YouTube và kênh Facebook. Thì ngày hôm nay em sẽ quay cho các bác một cái xe mà giá 150 thì sẽ như thế nào các bác nhé. Vừa là số tự động rồi vừa là đi phố nhỏ gọn thì như các bác đã nhìn thấy, xe đằng sau này chính là em Morning Van. Bên nhà em thì mấy hôm nay là có đến 3 chiếc như thế này, 3 chiếc Morning Van các bác ạ. Chiếc này là sản xuất vào năm 2012. Hôm trước thì em có quay một mẫu về con 2013 rồi. Hôm nào em quay tiếp cho con 2014 nữa các bác ạ. Thì con này là sản xuất vào năm 2012 và số tự động. Đấy. Ngày hôm nay đi vào tận trong cái cổng tam quan này để quay cho các bác đây. Con này là sản xuất vào năm 2012. Nhắc lại một lần nữa cho các bác nghe rõ, số tự động và giá hiện tại bán là 155 triệu. Đây. Bên em quay bên sườn xe. Vành thì chiếc này là vành có cái la răng đúc khá là đẹp, bộ lốp thì còn được, còn tốt. Xe thì ngoại thất màu trắng. Đây, quay phần nội thất cho các bác. Đây là bên trong xe. Trong xe thì có hai ghế ngồi các bác nhé. Đây, hai ghế ngồi. Và có hệ thống điều hòa mát lạnh. Đầu đài nghe USB như ban nãy em các bác vừa xem mẫu trải nghiệm ở trên đường ấy. Túi khí bên người lái. Số km thì đồng hồ hiển thị là đâu 6 vạn hay 9 vạn gì đấy, nhưng mà thôi không quan tâm đến cái đấy nữa vì là qua trước đây là anh này anh đã mua qua salon rồi thì có thể là người ta đã nói chung là có thể bị tua rồi các bác nhé, không nói nhắc km. Và chiếc xe này thì keo chỉ ở bốn cánh cửa và đằng trước thì tốt. Đây là cửa đằng sau, cửa đằng sau thì có một cái tấm đệm như thế này. Như thế này và khá là rộng nhé. Phần keo chỉ cửa này là rin này. Cửa trước này cũng rin. Bây giờ em mở cái khoang cốp sau để cho ánh sáng nó đầy đủ. Đây là phần cốp sau. Thì chiếc này rất là rẻ rồi. Thì anh em nào mà mua ví dụ như là
Như nhà em là có thêm một cái cửa hàng làm về camera nữa, mà anh em mua con này về nó để thang rồi để nói chung tất cả các loại đồ ở trên này đi làm thì là cực kỳ là tuyệt vời. Phần keo chỉ bên cửa đằng sau lái này cũng thế, là nguyên bản không có bị đâm đụng gì. Keo chỉ cửa bên này cũng vậy này. Đấy. Mở hết xe luôn. Ghế này, ghế là được bọc da. Vô lăng. Đây là phần chân côn, chân phanh này. Có chân phanh với chân ga thôi, không có chân côn. Con này là số tự động mà. Rồi, quay tiếp tục quay về phần máy nhé. Con này thì cực kỳ là tiết kiệm xăng. Chạy cao tốc thì khoảng tầm 5 lít thôi. Chạy đường trong phố thì khoảng 6 lít các bác nhé. 6-7 lít, đấy, bình bình nó khoảng đấy. Chiếc này thì máy móc zin nhé. Đó. Đẹp. Ngay từ cái hôm mà đi mua ở trên Yên Bái ấy, mọi người chắc là cũng xem rồi. Đây ốc cabo zin này. Keo chỉ cabo này là zin đét. Đó. Con này thì mới đăng kiểm. Còn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2024. Cái dòng này thì đăng kiểm 6 tháng một lần nhé. Kính đây, sản xuất năm 2012. Con này là sản xuất Hàn Quốc, nhập khẩu, xe nhập khẩu các bác nhé. Cái điểm lỗi của con xe này á, là con này là bị móp ở mặt đít này này. Và vỡ cái kính này. Vỡ kính sau này. Và hiện tại là người ta đã thay cái kính này rồi. Có nghĩa là từ chủ xe trước nữa cơ. Chủ xe này mua về thì cũng lúc đấy là chưa biết là thay kính. Đây là phần này là em thấy là nó cũng bắt đầu nó bị bong chỉ này. Trước đây nó bị bong chỉ. Có nghĩa là nó sẽ móp cái tấm này. Phần đằng cốp này. Bên đằng dưới này em nhìn là không sao các bác nhé. Đây nhìn, nhìn đây dưới này nó có cái lốp phụ này. Đấy, nhưng bên này là vế này dưới không sao. Thì chiếc này là đã thay cái kính này rồi các bác nhé. Thay kính hậu này. Vì có thể lý do là bị lùi chạm vào đâu đấy. Vì là đây các bác nhìn nhá. Cái kính nó phẳng như này mà. Chỉ cần lùi vào đâu đấy là cái kính đằng sau rất là dễ vỡ luôn. Đó, thì cái con này là đã thay kính đằng sau. Thay kính đằng sau. Còn lại là tất cả là kính cửa. Ở tất cả các cửa thì đều sản xuất vào đây năm 2012 này. Năm 2012. Đấy, kính lái cũng 2012 luôn. Thì con này xe Hàn Quốc. Đây các bác nhìn toàn chữ Hàn Quốc này. Đó. 1.360 kg 2012 này. 1.360 kg này là chắc là tổng trọng lượng cả tải cả xe à? Đây là 750 kg này. Không rõ nữa. Chữ Hàn Quốc mà. Em không biết tiếng Hàn Quốc. Cửa, ốc cửa này là rin đét này. Dưới này cũng rin. Ốc cửa trên này cũng thế, ốc cửa bên lái này cũng vậy. Và tất nhiên là xe này đã được sơn xi làm đẹp các bác nhé. Đây. Quay lại, quay tiếp một vòng xung quanh. Đấy, tiện lợi cho các bác để đồ đạc. Hoặc là các bác làm về bán điện máy chẳng hạn, tivi hay là lắp, em nghĩ là sẽ để được một bộ điều hòa và thang thì ok. Dàn nóng dàn lạnh điều hòa gia đình này này là em nghĩ là rất là phù hợp. Nó không phải là quá rộng nhưng mà đi được. Đấy.
hoặc là làm chiếc xe thứ hai trong nhà các bác ạ, để đi vợ đi đón con đón cái, quá là tuyệt vời luôn. Quan trọng là số tự động và lái nó dễ, tiết kiệm xăng. Và khi mà các bác trong quá trình sử dụng thì cái sửa chữa cũng như là cái vấn đề bảo trì bảo dưỡng ấy, nó cực kỳ là ít tiền các bác nhé, nó rẻ. Đấy, một cái là thanh khoản, bán dễ. Muốn bán là các bác có thể bán được ngay, hoặc là gọi em đến em mua ngay. Đây. Bên cửa hàng thì đang rất là cần mua nhiều xe. Bác nào mà có xe bán hoặc là biết anh em bạn bè họ hàng mà bán thì giới thiệu giúp em. Chiếc này như ban nãy đã nói với các bác ấy là 155 triệu. Có bác nào kết thì gọi điện cho em nhé. 155 triệu, có một em 2012 và số tự động. Đó. Rồi em xin phép kết thúc cái video về con van 2012 này ở đây. Thì các bác nào mà yêu thích hoặc là phù hợp với chiếc xe này, tầm tiền tài chính như này, thì các bác có thể gọi điện cho em. Số điện thoại ở góc màn hình. Xin cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm và theo dõi anh em Việt Bắc Kha, anh em Việt Bắc Cao Tu. Nhờ các bác bấm cho nút đăng ký, nút like để ủng hộ kênh các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.